Vào sáng nay ngày 29 tháng 12, 20 xe buýt nhanh BRT ở Hà Nội đều đồng loạt lăn bánh thử nghiệm tuyến Yên Nghĩa - Kim Mã. Dù có lực lượng thanh tra, cảnh sát giao thông nhưng đã khiến nhiều đoạn trên tuyến đường này bị ùn tắc và bị các phương tiện thi nhau lấn làn. Các phương tiện liên tục lấn sang làn ưu tiên của xe buýt, từ ô tô đến cả xe máy. Nhiều lần xe buýt còn phải dừng lại để chờ cho các phương tiện khác đi. Mặc dù đi làn ưu tiên và có lực lượng thanh tra và cảnh sát giao thông, nhưng nhiều đoạn trên tuyến đường Lê Văn Lương vẫn xảy ra ùn tắc. Và từ trên xe có thể thấy các xe máy liên tục lấn vào làn ưu tiên, thậm chí là lạng lách ngay trước đầu xe. Có nhiều người còn tạt đầu đổi hướng trước đầu xe buýt nhanh ngay trên cầu vượt. Lý do các phương tiện khác lấn làn được cho là theo quy định, khi đường ùn tắc, xe máy ô tô chạy vào làn đường xe buýt nhanh sẽ không bị xử phạt. Và thực tế này đang khiến cho các xe buýt nhanh không thể di chuyển đúng luồng tuyến và bị chậm tốc độ.